năm viên mãn của Trường Giang, Nhã Phương. Sự nghiệp thăng hoa, chồng phủ sóng game show, vợ được khen khi trở lại đóng phim. Vợ chồng mười khó thi nhau lên bục ẵm giải thưởng lớn. Nhã Phương sinh em bé thứ hai, Destiny lộ diện giống bố như đúc, trở thành hình mẫu gia đình được nhà nhà mến mộ. Bên nhau 6 năm, vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương tới nay đã trở thành cặp đôi lý tưởng của giới giải trí Việt. Cả hai không chỉ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ngọt ngào, viên mãn khi có đủ nếp đủ tẻ mà còn thăng hoa trong sự nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm con mèo, Trường Giang và Nhã Phương đã đạt nhiều thành công lớn, qua đó mang đến một năm đầy viên mãn cho hai vợ chồng. Với Trường Giang, anh trở thành cái tên phủ sóng nhiều game show trong năm 2023. Các chương trình giải trí hầu như đều có sự dẫn dắt của nam nghệ sĩ, đồng thời show riêng của anh cũng được khán giả đón nhận. Không chỉ phủ sóng game show, Trường Giang còn gây chú ý khi tham gia sự kiện và công việc kinh doanh của anh cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Một trong những thành quả lớn nhất mà Trường Giang đạt được trong năm qua, đó là bộ web drama do anh cầm trịch đã được khán giả đón nhận nhiệt tình. Cũng nhờ tác phẩm này mà Trường Giang trở thành cái tên thắng lớn ở lễ trao giải gần đây với 3 hạng mục thắng giải, bao gồm nam diễn viên xuất sắc nhất, nam diễn viên được yêu thích nhất và web drama hay nhất. Không chỉ Trường Giang, bà xã của anh là Nhã Phương cũng đạt được không ít thành công trong năm qua. Dù bầu bí và mất kha khá thời gian để sinh nở, ở cữ, song Nhã Phương vẫn kịp ghi dấu ấn với khán giả khi làm kép phụ trong một bộ phim chiếu dịp cuối năm. Cô cũng không hề thua kém ông xã khi đạt được giải thưởng Hot Mom của năm. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng bởi độ nổi tiếng của Nhã Phương chưa bao giờ giảm. Cô cũng là mỹ nhân hai con có sắc vóc hoàn hảo, nổi bật nhất nhì showbiz. Sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang, Nhã Phương còn vô cùng viên mãn. Niềm vui lớn nhất trong năm nay của cặp đôi chính là đón em bé thứ hai chào đời. Được biết, bé út nhà Trường Giang là một bé trai, tuy chưa tiết lộ tên, nhưng dễ dàng nhận thấy cả hai vợ chồng đều rất vui mừng khi đón thêm thành viên mới. Bận rộn đón con trai, song Trường Giang và Nhã Phương chưa từng bỏ bê Destiny. Đặc biệt là Trường Giang, thời điểm vợ bầu bí, nam danh hài đã rất vất vả khi vừa đi làm, vừa dành thời gian chăm sóc con và chăm sóc mẹ bầu. Với tài nấu nướng của mình, Trường Giang thường xuyên vào bếp nấu ăn cho mẹ con Destiny. Mới đây, Destiny cũng chính thức được ba mẹ cho lộ diện. Nhìn qua sẽ thấy gương mặt xinh xắn đáng yêu của Destiny như một bản thu nhỏ của chiếc nhan sắc xinh đẹp mang tên Nhã Phương. Trong đoạn clip, cả nhà quây quần bên nhau cùng tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc khiến bao người phải ngưỡng mộ. Được biết trước đó, thời điểm Nhã Phương sinh em bé, Destiny cũng có mặt cùng ba cha mẹ và em. Thời điểm hiện tại, gia đình hạnh phúc của Trường Giang, Nhã Phương như trở thành gia đình kiểu mẫu được nhà nhà mến mộ của Vbiz. Hiếm có cặp đôi nào mà cả chồng cả vợ đều nổi tiếng, đều lo toan ổn thỏa cả công việc lẫn gia đình. Nhã Phương tuy hơi vụng bếp núc nhưng vẫn rất chăm chỉ học nấu ăn, thường xuyên hỏi han và đến trường quay thăm chồng. Trong khi đó, Trường Giang cũng không ngại ở nhà chăm con để vợ thoải mái đi quẩy với bạn bè. Sau nhiều sóng gió, có lẽ Trường Giang và Nhã Phương đã hiểu nhau hơn mới có được những ngày tháng viên mãn như hiện tại.